đồng này bữa nay giữ rồi, bên kia mấy máy nữa các bạn ơi. Rồi xin chào tất cả các bạn đến với kênh của mình nha. Hôm nay thì tiếp tục chia sẻ nguyên cái đoàn máy Kubota luôn các bạn ơi, máy cắt máy kéo nhóc chân nha, chứ bên đây nữa nè các bạn. Ở bên kia thêm một cây 100 nữa nè, chuẩn bị ra đồng nữa các bạn. Gom á, có ngay chăng cho đó nó còn nhúc nhích đó, đó. 70 này chạy trong cái miếng bụng nhỏ này rất là nhanh luôn các bạn ơi, quay đầu thì rất đã luôn nha, nhỏ gọn các bạn, mấy lút nữa chạy xe. Bỏ lái luôn các bạn ơi, để máy tự bò đi, mấy anh đi gom lúa các bạn. Hiện tại thì cái máy kéo này có hai anh em đi ha. Đó. Khỏi tài xế luôn, ghê hả? Chiếc máy kéo này bị dính sình vô bánh xích, mấy anh mới móc ra xong rồi.
thì chở hai lớp các bạn ơi, này đi hai người, anh đang ngồi sau thì anh chủ ruộng. Chị gái này lấy chiếc xà lan mua lúa nha các bạn. Thì hiện tại ở trên bờ thì đang cắt lúa tấp nập luôn, ghe lúa chạy vô ha. Rồi xà lan chị gái này ở Cần Thơ các bạn. Cái cổ này quá chở luôn các bạn ơi. Năm lớp luôn nè, tầm mấy chục. Cũng khoảng 110 bao á. Chở nè, cổ này đi đông người chắc lên được cao các bạn. Sáng giờ thì mấy anh cổ kia đi gom mua hai người. Ở đây kia mấy cổ đổ lúa nữa trời. Qua cái bờ các bạn, chuối đầu xuống. Cây máy bên kia nằm mà mấy anh đang gặp sự cố gì đang khắc phục các bạn. Rồi bỏ cái đầu đắng này lên.
hơi dẻo chút, chở chuyến cũng khoảng 50 bao các bạn. Kéo chiến đầu nên chỗ ruộng chỉ chỗ rằng chắc lúa mà ôi lộn rồi các bạn ơi, nè cổ kéo bên đất bên kia. Quá gắt. Máy bay 10
đây cũng chiếc 100 nha các bạn. Rồi đó thì chiếc 100 với chiếc 70. Đây thì ở đây hiện tại mình thấy trên 10 máy các bạn.